2022, chúng tôi muốn mang đến cơ hội phát triển nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên MSB. MSB thực sự trở thành đối tác phát triển nghề nghiệp của cán bộ nhân viên. Chúng tôi có những chương trình đào tạo quy hoạch để giúp cán bộ nhân viên phát triển. Và đặc biệt hơn nữa, ở MSB chúng tôi có tôn chỉ và sứ mệnh trở thành ngân hàng ai cũng muốn tham gia và không ai muốn rời bỏ. Chúng tôi luôn muốn mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho cán bộ nhân viên. Xin cảm ơn.